Bên cạnh đó, đối tượng tỏ thái độ rất tự tin khi làm việc với tổ công tác. Song tới lúc bị yêu cầu chứng minh, người này liền nói lý do. Chú cấp cho, nhưng không rõ ràng đó là ông chú nào. Đêm 12 tháng 10 năm 2019, tổ công tác Y2J141 do Thiếu tá Nguyễn Văn Chính, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 2, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Hàng Bài Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Tới 23 giờ 15, tổ công tác phát hiện một xe ô tô có dấu hiệu nghi hoặc nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Lúc dừng lại, nhiều thanh niên có mặt trên xe bước xuống. Đáng chú ý, có một người xăm trổ đã rút ra hai chiếc thẻ e-bát tích xuất trình trước tổ công tác, nhằm đề nghị kiểm tra nhanh để còn đi tiếp. Trong hai thẻ, một thẻ có chữ Bộ Công an cùng hình dấu, chữ ký ở góc trên bên trái, cùng dòng chữ Ban bảo vệ nội bộ cơ quan gắn với đại dương số ô tô 14A24605. Hai chiếc thẻ lạ mà đối tượng xuất trình khi làm việc với tổ công tác 141. Đối tượng xăm trổ xuất trình thẻ tỏ thái độ rất tự tin khi làm việc. Thậm chí, người này còn khoe trên xe ô tô của anh ta còn có nhiều giấy tờ đặc biệt như vậy, đặt ở vị trí kính lái. Tuy nhiên, nhận thấy những dấu hiệu bất thường, nghi các giấy tờ mà đối tượng đưa ra là giả mạo, tổ công tác Y2J141 đã đấu tranh tại chỗ để làm rõ ràng. Lúc này, đối tượng giơ thẻ khai mạc giải thích rằng đó là thẻ do chú cấp cho. Song khi được yêu cầu gọi điện với ông chú đó thì nam thanh niên quanh co, không chứng minh được. Danh tính của đối tượng được làm rõ ràng là Ngô Tiến Đạt 1991, trú tại làng Mạc Lê Lợi, huyện Hoàng Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Trước nghi hoặc các đối tượng sử dụng giấy tờ giả mạo, tổ Y2J141 đã tiến hành lập biên phiên bản, bàn giao người và tang chứng về cao Hàng Bài để tiếp tục đấu tranh, làm rõ ràng. Thiếu tá Nguyễn Văn Chính cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ, chúng tôi đã gặp không ít trường hợp xuất trình các loại thẻ khác nhau để xin bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, tổ công tác đã lập tức xác minh nóng tại chỗ, để nếu phát hiện trường hợp nghi hoặc, giả mạo thì lập ngay biên phiên bản để xử lý nghiêm. Trước đó, phóng viên báo An ninh Thủ đô cũng đã ghi nhận trường hợp đối tượng mạo danh nhà báo, rút thẻ nhà báo giả ra để xuất trình với tổ công tác Y3J141. Song hành vi của đối tượng này đã lập cập bị giặc trần và xử lý. Xem link gốc tại đây.